Ăn không xương nè, ngon lắm đó. Trời ơi, khó ngủ quá. Ok, hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Jackie. Thì hôm nay là mình sẽ chẳng biết làm gì nữa. Mình đang ngủ nhưng mà mình cứ ám ảnh cái chuyện hôm qua ông nội kể hoài à. Trời ơi, câu chuyện của ông nội mình rất là sợ luôn á. Đến giờ mình cứ ám ảnh thôi. Chắc là mình phải nghe ông nội kể chuyện đến sáng luôn rồi mình ngủ buổi sáng cũng được. Ghê, ông nội cho con ngồi kế với. Ông ơi, ông thật sự là ông có bao nhiêu vụ án, cái vụ gì mà nội đáng sợ vậy? Ông nói cháu đi. Nhiều nỗi sợ quá, ta cũng chả biết ta nó sợ bao nhiêu nỗi sợ nữa. Nhưng mà nói chung là những câu chuyện nhưng mà nói chung là những câu chuyện sắp tới của ta toàn là chuyện kinh dị nhé. Ôi trời ơi, ông làm vậy là cháu sợ lắm đó. Thôi bây giờ là 3 giờ sáng nè, ông nội kể đến 6 giờ sáng thì là cháu ngủ luôn. Bây giờ cháu ngủ không được, cháu sợ lắm, ông nội kể ghê quá à. Thôi thì rồi, ta sẽ kể chuyện bớt kinh dị hơn nha. Cái này không phải là ma quỷ gì đâu, nhưng mà cháu đã sẵn sàng chưa? Cháu có suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không là cháu lại trách ông nữa. Thôi kể đi, ông kể đi rồi còn có gì cháu ngủ chung với ông nội rồi. Rồi còn sợ ma được rồi. Sau đây ông xin cái chuyện cháu có bây giờ nghe về không, đúng là con cháu có bây giờ đi cắm trại ở một nơi đó hoang vắng chưa? Dạ có rất là nhiều rồi, cháu còn đi thám hiểm rồng cái thứ nữa. Thời có ông nội là hay thời đó là rất là vắng người, cho nên có những thành phố á nó bị bỏ trống luôn. Thì sau đây ông xin kể về lão già ăn thịt người. Cái gì? Lão già ăn thịt người à? Là sao vậy? Nghe ly kỳ quá vậy, ông kể cho nghe coi. Thôi được rồi, hãy nghe sự này và nghe ông kể về lão già ăn thịt người. Câu chuyện là đây là câu chuyện khi ông đang bọc trong một buổi cắm trại cùng với thằng cu. Và đây là chuyến đi ông với lại lớp đi trong một cái khu vắng, trong một cái khu thành phố bỏ hoang. Nó hoang cũng không phải, tại vì ta cũng thấy tại sao mọi người lại dọn đi hết. Trước đây nơi này rất là trù phú và lớp của ông đến đây là để khám phá các loại côn trùng ở đây. Bởi vì ở đây khá là vắng người á, nên lớp ông quyết định đến đây để tìm hiểu, để mà không đánh làm phiền mọi người. Và bọn ông đã đi 4 ngày 3 đêm và đây là ngày cuối cùng bọn ông đến đây chơi. Và bọn ông đang chờ cái chuyến xe lửa đến để đưa bọn ông về thành phố. Thì nói chung bọn ông đang chờ khoảng 2 tiếng rồi mà xe lửa chưa đến nữa. Trời ơi, chờ lâu quá cô ơi, mấy giờ nữa xe lửa mới đến vậy cô ơi? Sao trời ơi, từ từ đi, gì đâu, các con cứ ngồi đây chơi chút đi ha. Trời ơi, hết chị nổi rồi cô ơi, tụi bay đi cắm trại chán không? Chuyến đi cắm trại này chán quá, đúng rồi, chán thiệt mà. Thì sao, tới đây buồn ngủ, ngủ đi, trời ơi, nó dán gì mặt kìa. Rồi thằng này sao? Mày im lặng, chảnh hả mày, thằng gì đây? Trời ơi, khò khò luôn, nhìn mắt nó đang mở vậy mà nó đang khò khò. Thằng này chắc là có kỹ năng tuyệt kỹ ngủ mở mắt rồi. Thằng này sao? Về nhà tớ sẽ đánh một giấc cho đã. Nhỏ này sao? Xe lửa đến quá, lâu đến quá trời ơi. Đúng rồi, chờ 2 tiếng, trễ hạn 2 tiếng rồi xe lửa vẫn chưa đến. Trời ơi, xe lửa đến lâu quá, đang chờ đường ray nè. Trời ơi, mắc tiểu, nãy giờ mà không đi thôi, xin cô đại đi. Cô ơi, con đi tiểu, đi vệ sinh hả? Xe lửa sẽ đến rồi, em chịu khó chờ được không? Trời ơi, con nghĩ sao mà con lại nhìn được? Trời ơi, nhìn nãy giờ 2 tiếng rồi đó. Trời ơi, mắc lắm à. Thôi được rồi, quanh đây không có nhà vệ sinh đâu, em lựa chỗ nào vắng vắng, giải quyết đại đi. Giải quyết đại hả? Ừ, xấu hổ quá. Thôi kiếm nhà hoang nào rồi đi. Ủa, có nhà kia kìa, mời qua nhà kia tiểu được. Ê, cu mày đi không cu? Đi. Ok, đi thì đi nè, đã đi theo tao. À, chúng ta hãy cùng nhau. Mày quá, đường mình đi qua cái đường ray này sợ à. Vậy là xin lỗi cho đến một cảm ơn mình đi tiểu thành công.
nếu không mình đến trễ mất công người ta đến nữa. Sao cái này người ta chôn lên ở đây đây, ai chôn nhiều quá trời hòm ở đây vậy? Thế mình biết trên tờ báo thành phố này trước đây rất là đông người, mà biết tại sao mọi người dọn đi hết rồi, tất cả thì chỉ là những ngôi nhà vắng hoe thôi. Ui, tại sao lại có cái giếng ở đây đầy hòm hết? Trời ơi. Thôi mày tiểu đây đi, tao tao vô nhà tao tiểu, mày mày đứng đây nha, đứng đi tiểu đi, qua đây. À, mày thích đứng đứng đồng cây tiểu vào một cây, đứng này đi. Mất tiểu quá, lẹ nào, đi tiểu thôi. Đi bắn người quá. Hả? Mình vừa thấy cái gì lướt qua, thử đi lại coi. Ở đây vắng người quá. Đúng rồi, mình vừa thấy cái gì vừa lướt qua thì phải. Để mình xem. Hình như mình thấy cái gì đó, nhảy lên nào. Ôi trời, cái này cao quá. Hả? Ở đây có cục đá nè. Để xem. Không có ai đây cả. Mình thấy cái gì, có cái bóng người phải không? Ai vậy? Một ông già hả? Ông già, hello ông. Hello. Cháu tưởng đâu ở đây là nơi vắng người. Ông làm gì ở đây vậy? Có phải là ông là một người dân sống lại ở đây hay không? Tại sao mọi người lại dọn đây vậy? Ông ơi, ông có nghe rõ không ông? Ông ơi. Hay là ông này bị lãng tai nhỉ? Mình nó lớn lên. Ông ơi, cháu là một học sinh đến từ thành phố đến đây để nghiên cứu nè. Ông phải người đi lạc hay là ông là người dân sống ở đây vậy? Tại sao mọi người ở đây lại biến mất vậy? Đột nhiên ông cảm thấy có gì đó rất là đắn đo, ông cảm thấy rất là lo sợ. Tự nhiên ông cũng thấy sợn cái da gà. Cái sự im lặng của ông ta khiến cho ông càng ngày càng khó chịu. Cái gì vậy? Ông tại sao ông lại xoay đầu thế kia? Cái gì vậy? Ghê quá à. Mình cô ơi lại đây nè, tao nói cho mày nghe, cái này là cô ơi. Hả? Cái gì? Hả? Mày tiểu không chưa? Mày nằm lên đây vậy? Tao đang đi tiểu mà. Ghê lắm, tao chưa đi tiểu nhưng mà tao sợ lắm. Mày ơi, nhìn nè, ở đây có người đó. Hả? Người hả? Là có người ở đây. Mà mình đi 3 ngày 4 đêm, ý là 4 ngày 3 đêm rồi. Mà có người đâu, đây là thành phố bỏ hoang mà. Người ban đầu tao tưởng nó là một người bị lạc hay là một người dân sống ở đây còn sót lại thôi. Nhưng không ngờ, ông ta rất là đáng sợ đó. Hả? Ông ta đáng sợ hả? Ở đâu? Đó, tao đi nhìn coi. Trời ơi, tao khuyên thật lòng mày đừng đến, ghê lắm. Mày nhìn là mày thấy đái đó. Ổng im lặng một cách đáng sợ, xong rồi ổng xoay vào một cái. Ôi, ghê lắm, nãy tao đang chạy nè. Thôi, mình về đi. Ê, đứng đó đi, không sao đâu, có tao bảo vệ mày mà. Ok, mày bảo vệ tao đúng không? Ok, đi với tao nè, tao cho mày xem cái mặt ổng này ghê lắm. Ok, đi. Ok, đi nè, qua đây nè. Đó, ở đây nè, cái ông lão nè, đây đứng đi. Mày sẽ thấy một ông lão. Ủa? Ông lão đâu rồi ta? Ủa? Mình có thấy ổng ở đây mà. Ê cu, mày có thấy ông lão không? Tao có thấy cái gì đâu. Thôi, mày dẫn tao vòng qua sau nhà coi, hình như ổng núp sau đó. Núp sau nhà hả? Để chắc có khi ổng là núp sau nhà để làm gì đó. Để mình xem nào. Ok, đi đây nè, đi mày. Hình như là ổng là sau nhà nè, để tao qua đây coi. Chắc chắn là ổng ở đó rồi. Ông già, đúng là mình là hai thanh niên mà sợ gì mà ông lão đúng không? Đi nào. Ông già, ông ở đâu rồi? Tại sao ông lại im lặng? Hả? Ông già, Ủa? Mình nhớ là ông đứng đây mà ta. Lạ quá nhờ. Chắc là mày mất tiểu quá, mày trông gà hắn cút ấy mà, làm gì có ông già nào. thì tao, thôi kệ đi. Chắc là mình mất tiểu quá, thôi gì. Tự nhiên hết mất tiểu rồi ta. Kỳ lạ thiệt. Thôi mình đi vòng vòng đi, tranh thủ nghe nói là chuyến tàu trễ một tiếng lận mà. Ok. Ê, ở đây sao một cái giếng có nhiều hồn nè, hồi nãy tao như tao nói á, ở đây có cái giếng nè. Cái giếng gì đây? Ở đây hơi cao quá nhỉ. Mẹ này đợi xuống nha, tao xuống coi tí. Đau quá. Ê, mày có sao không vậy hả? Tao không sao. Có cần ta xuống không? Không cần đâu. Mày cứ về nhà, mày cứ về đó đi, tao đến đây tao khám phá một mình chơi. Tao quay lại chỗ cô giáo nha, tí mày nhớ quay lại nha, nó không cô là chửi á. Đi. Rồi. Ok, thằng kia nó đi rồi, bây giờ là mình sẽ xem có gì không. Mình phát hiện ra cái cửa này nè.
đã bị khóa lại rồi. Biết nhau hôm nay có hơi bó vì sao? Hay là đây cái cách đây bởi vì thế nên mình không chờ thằng cu xuống đây, chắc chắn là có hơi bó đây rồi. Đập nào. Ơ, cứng quá mà không được. Trời ơi. Một cái cuốc hay tiện lợi thế. Đập đi nào. Đây rồi. Tỏ. Ha 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 ha. Rồi, mình sẽ vô đây. Có ai đây không? Ôi. Sao tiền trong hang này lạnh lẽo thế? Ôi, cái hang tối hù à. Ủa tại sao lại có đèn ở đây? Không thể nào. Một thành phố bỏ hoang mấy chục năm mà tại sao lại có cái đèn ở đây? Cái gì vậy? Một khu mỏ à? Khói bấu à? Tiếng nghèo vậy? Ôi, đi lên. Ôi, trời. Mình nghe tiếng trẻ em khóc. Phòng này bị khóa rồi, đập không được. Phòng này khóa cứng quá. Không được, bị khóa rồi. Ôi, nhìn như tiếng trẻ em khóc. Ôi, chết rồi, mình lỡ làm bể đen rồi. Ôi, không, chết rồi, đây tao hù à. Ghê quá à. Tiếng gì vậy? Mình nhìn phát ra từ phòng này nè. Có gì ở đây không? Sao lại có máu ở đây? Cái gì vậy? Gì đây? Búp bê à? Những con... Ôi, đây là những cái xác chết khô nè. Xác của những... của em bé hả? Cái gì vậy? Hả? Xác của những em bé à? Đáng sợ quá. Tiếng gì vậy? Tiếng... một tiếng hú. Đầu lâu. Một cái đầu lâu. Hai cái đầu lâu. Ba cái đầu lâu. Ui, cái gì vậy? Đây là cái lăng mộ à. Ôi, mình đang xuống một cái lăng mộ à. Ui. Nhưng mà tiếng rõ nhất là tiếng ở trong đây nè. Cánh cửa gì đây? Một ông lão. Đó chính là ông lão ở trên mà. Ông đã ăn gì vậy hả? Nhau. Ông ơi, đừng. Cái gì vậy? Ông đang ăn thịt người đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, toàn bộ xuống đồ lâu không vậy? Ông ăn thịt người kìa, thịt, trời ơi, có thịt kìa. Chắc chắn là như thịt trên cái tầng lầu đó chính là ông ăn thịt hả? Ăn không xương nè, ngon lắm đó. Mình sợ quá, mình đi không nói rồi. Ông ơi, đừng. Ghê quá. À, chờ đã, ta có cái này nè. Cái gì phải ông? Cái đầu nè, đầu ngon lắm đó, ăn không? Ta chia sẻ cái đầu nè. Ta ăn một nửa đầu, ngươi ăn một nửa, nhưng nhớ trừ cho ta con mắt nha. À, chạy. Ghê quá. Chạy. Ông già ăn thịt người. Chạy. Ừ, cái gì vậy? Tại sao mày lại sợ vậy? Cái gì vậy dưới vậy? Không có gì đâu. Chạy lên đi. Ông ăn thịt mày đó. Chạy nhanh lên. Chạy. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, hai bọn con đi đâu mà đi tiểu mất 15 phút vậy? Nhanh lên, tàu điện sắp đến rồi nè. Cô ơi, có. Có cái gì hả? Có... tốt nhất là mày không đi nói. Dạ, không có gì đâu cô. Rồi, về vị trí nhanh lên, xe đến rồi. Dạ. Lúc này ông bình tĩnh ngồi xuống ghế và ông thở một hơi dài. Bỗng nhiên, ông giật mình. Ông thấy từ đằng xa xa kia một ngôi nhà, chính là ngôi nhà ông đang đi vệ sinh. Đó chính là ông ta. Ông ta đang trên một cái cửa sổ, nhìn xuống về phía ta và vẫn đang trong một cái đầu một ai đó và cười. Câu chuyện đến đây là hết. Đây là sự tích về lão già ăn thịt người đấy. Mày ơi, ghê quá, ông nội lại làm cho cháu mất ngủ rồi, bắt đợi ông nội đó. Ghê quá à.
Thôi được rồi, chắc là mình sẽ đi ngủ thôi, gần 5 giờ rồi. Thì ok, nếu bạn thích cái series này của mình, để lại mình một like, một share, đồng thời để lại comment dưới nha. Ông nội mình sẽ cái chuyện tiếp. Ok, bye bye và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.